xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Rơi tiêm kích ở Myanmar, quân nổi dậy tuyên bố bắn hạ. Thổ lĩnh Hezbollah lớn tiếng thách thức Mỹ. Israel tuyên bố bao vây thành trì Bắc Gaza, gửi tối hậu thư cho Hamas. Ukraine tuyên bố sẽ tấn công mạnh quân Nga Kherson mất quá nhiều thiết bị vũ khí, bộ chỉ huy nga liều lĩnh đẩy bộ binh vào tình thế nguy hiểm. Nổ lớn trung chuyển trụ sở quân sự nga ở Ukraine, hàng loạt sĩ quan cấp cao thiệt mạng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Xin chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh H News. Quý vị thân mến, một chiến đấu cơ Myanmar đã rơi trong bối cảnh nước này đang xảy ra cuộc chiến. Lực lượng nổi dậy tuyên bố đã bắn hạ máy bay trong khi quân đội chính quy nói nguyên nhân là lỗi kỹ thuật. Chiếc máy bay đã rơi xuống Ban Kayas ở miền đông Myanmar, gần biên giới với Thái Lan, vào ngày 11 tháng 11 trong lúc quân đội chính quy đang giao tranh với lực lượng phòng vệ dân tộc Karen. Người phát ngôn quân đội Myanmar, ông Shominton, nói với MRTV rằng chiếc máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật. Sau khi nhảy dù an toàn, các phi công đã bắt liên lạc với quân đội, theo ông Shominton. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ dân tộc Karen nói trên mạng xã hội rằng họ đã bắn hạ máy bay bằng súng máy hạng nặng và đang truy tìm các phi công. Reuters hiện chưa thể xác minh thông tin độc lập. Hãng tin Mishima, thân lực lượng nổi dậy, cũng đăng tải những hình ảnh mà họ nói là mũ bảo hiểm và dù của phi công. Vụ rơi máy bay xảy ra khi quân đội Myanmar đang chiến đấu với các lực lượng nổi dậy trên nhiều mặt trận. Quyền Tổng thống Myanmar tuần trước cảnh báo rằng nước này có nguy cơ bị chia cắt nếu không giải quyết hiệu quả tình trạng cuộc chiến. Vùng biên giới Myanmar là nơi cư trú của nhiều nhóm vũ trang sắc tộc đã chiến sự với chính quyền trong nhiều thập kỷ để giành quyền khai thác tài nguyên. Từ cuối tháng 10, Liên minh ba lực lượng nổi dậy đã tiến hành tấn công quân đội Myanmar tại Ban San ở phía đông bắc. Chấp tranh với Trung Quốc giành được một số thị trấn, khiến ít nhất 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa, theo số liệu Liên Hợp Quốc, cắt đứt các tuyến đường thương mại. Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên chấm dứt chiến sự. Liên minh nổi dậy cho biết họ tới nay đã chiếm giữ hơn 100 tiền đồn quân đội. Các thị trấn ở vùng Sangan thuộc miền trung Myanmar và nằm về phía tây Bansan của bị tấn công. Thủ lĩnh Hebola lớn tiếng thách thức Mỹ Quý vị thân mến, thủ lĩnh nhóm phiên quân Hebola của Lebanon ngày thứ Bảy ngày 11 tháng 11 cho biết các chiến binh đã tung ra vũ khí mới, bao gồm một tên lửa có đầu đạn hạng nặng trong một cuộc giao tranh dọc biên giới Lebanon-Israel đồng thời chỉ trách Mỹ về cuộc chiến Trung Đông. Bình luận của Nasrallah được đưa ra khi tình hình dọc biên giới phía Nam Lebanon tiếp tục leo thang. Hezbollah ngày thứ Sáu đã tấn công miền Bắc Israel bằng 3 máy bay không người lái tự sát sau khi một cuộc tấn công của Israel ở miền Trung Syria giết chết 7 chiến binh Hezbollah. Nasrallah không nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái tự sát tấn công thị trấn Elias ở biển đỏ của Israel vào ngày thứ Năm nhưng gọi đây là một thành tích tuyệt vời. Cô đội Hezbollah và Israel đã đấu súng dọc biên giới Liban Israel kể từ ngày 8 tháng 10, một ngày sau cuộc tấn công chết người của Hamas ở miền nam Israel, khiến ít nhất 1.200 dân thường và quân đội Israel thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Các quan chức Hezbollah nói rằng, bằng cách tấn công các đồn bốt của Israel dọc biên giới, Hezbollah đang khiến ba sơ đoàn quân đội Israel bận rộn vào thời điểm quân đội Israel đang tiến vào giải Gaza. Syed Hassan Nasrallah cũng chỉ trích Mỹ về cuộc chiến israel hamas nói rằng đó là quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn cuộc tấn công rộng rãi của Israel vào giải Gaza, nhưng lại không làm như vậy. Ông cho biết các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc. Washington cho biết Hezbollah đã bắn tới hơn 40 quả tên lửa và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử và lực lượng Mỹ tại đây. Nasrallah nói về quốc gia ủng hộ chính của Israel. Bên có thể ngăn chặn hành vi gây hấn này là bên đang quản lý hành vi gây hấn này. Đó là nước Mỹ. Israel tuyên bố bao vây thành trì Bắc Gaza gửi tối hậu thư cho Hamas. Quý vị thân mến, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas trên thực tế đã mất quyền kiểm soát phía Bắc giải Gaza và Israel sẽ duy trì giám sát an ninh khu vực này khi chiến sự kết thúc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói trong một cuộc họp báo vào tối ngày 11 tháng 11 ở Tel Aviv rằng không có gì thay thế cho chiến thắng, chúng tôi sẽ xóa sổ Hamas và giải cứu các con tin của chúng tôi. Lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt IDF đã hoàn thành việc bao vây thành phố Gaza. Họ ở ngoài ô bệnh viện Sifa và đã tiêu diệt rất nhiều đối thủ. Ông Netanyahu tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía bắc giải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel cảnh báo, họ không có nơi an toàn để ẩn nấu toàn bộ lực lượng hamas sẽ bị xóa sổ cho đến thành viên cuối cùng chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành ông netanyahu trước đó đã tiết lộ kế hoạch dài hạn của israel đối với gaza ông tuyên bố israel sẽ đảm bảo rằng vùng lãnh thổ này không còn là môi đe dọa đối với nhà nước do thái ông netanyahu nhấn mạnh những gì chúng ta phải thấy là gaza được phi quân sự hóa và được tái thiết Chúng tôi không tìm cách chinh phục Gaza, chúng tôi không tìm cách chiếm Gaza và chúng tôi không tìm cách cai trị Gaza. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố bất kể ai kiểm soát Gaza sau chiến tranh, Israel vẫn thành lập một lực lượng có thể tiến vào Gaza và tiêu diệt các đối tượng tấn công bất kỳ lúc nào để ngăn chặn sự xuất hiện của một thực thể khác giống Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Yoad Gallant cũng cho biết lực lượng Israel sẽ thiết lập một thực tế an ninh mới trong khu vực, nhưng nhấn mạnh rằng ITF sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc sống hàng ngày ở giải Gaza. Một quan chức cấp cao của cơ quan y tế Hamas điều hành ở Gaza nói với CNN ngày 11 tháng 11 rằng Bệnh viện Ashifa ở thành phố Gaza bị lực lượng Israel vây ép từ bốn phía và bị bao vây hoàn toàn. Thành phố Gaza được xem là thành trì của lực lượng Hamas. Quân đội Israel nói với CNN rằng họ đang tham gia vào cuộc giao tranh dữ dội chống lại Hamas ở khu vực gần bệnh viện nhưng phủ nhận việc đổ súng vào trung tâm y tế phía bắc Gaza. Israel cho biết họ đã liên lạc với lãnh đạo bệnh viện và đề nghị hỗ trợ di tản. Israel nhiều lần kêu gọi dân thường di chuyển về phía nam Gaza khi lực lượng này tăng cường tấn công vào Hamas ở thành phố Gaza và phía bắc Gaza. IDF nói rằng Hamas đang trú ẩn bên trong các cơ sở hạ tầng dân sự và Israel sẽ tấn công Hamas bất cứ khi nào cần thiết. Ukraine tuyên bố sẽ tấn công mạnh quân Nga ở Kherson. Quý vị thân mến, Yuriy Prada đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 11 tháng 11, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng lực lượng phòng vệ sẽ đáp trả nga pháo kích vào Kherson và khu vực. Ông nói rằng, tất nhiên, lực lượng an ninh và quốc phòng của chúng tôi sẽ đáp trả các cuộc tấn công của nga vào Kherson và các ngôi làng trong vùng Kherson. Tổng thống cũng lưu ý rằng một ngày trước đó ông đã ký sắc lệnh về khen thưởng nhà nước dành cho các binh sĩ và dân thường Ukraine đã xuất sắc khi bảo vệ vùng Kherson. quá nhiều thiết bị vũ khí, bộ chỉ huy Nga liều lĩnh đẩy bộ binh vào tình thế nguy hiểm. Quý vị thân mến, Yushchenko Prada đưa tin, theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, có trụ sở tại Mỹ. Nga đang trông cậy vào các cuộc tấn công trực diện của bộ binh, do mất trang thiết bị và thiếu nhân sự được đào tạo bài bản. Theo viện này cho biết, một nguồn tin cho rằng Nga không có cách nào để huấn luyện binh sĩ cho các cuộc tấn công trực diện dữ dội, vốn cần thiết để đạt được bước tiến đáng kể ở Ukraine. Một người khác nhận định, quân đội Nga sắp trải qua một thời kỳ phục hưng thực sự trong chiến đấu bộ binh vì họ có ít xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép gần tiền tuyến hơn. Trong một bài phân tích khác, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, quân Nga đã tiến vào vùng lân cận Sepnoy, cách Abdiopka 3 km về phía Tây Bắc. Lực lượng Nga cũng giành các vị trí trên tuyến đường sắt, cho phép lực lượng của họ đạt được lợi ích chiến thuật tại Sepnoy quân đội Nga đang cố gắng tạo ra một cái phạt xung quanh Avdiivka, từ đó tước đi cơ hội trấn giữ các vị trí của lực lượng Ukraine ở các khu vực hậu phương theo hướng Avdiivka. Vào ngày 10 tháng 11, lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công dọc theo tuyến Kubian, Svatovo, Kremanaya và gần đây đạt được rất ít tiến bộ được xác nhận. Đoạn phim định vị địa lý công bố cho thấy, Nga đã tiến nhẹ về phía Tây Nam, Petrobalotka, cách Kubian 7 km về phía Đông. Ngoài ra, vào ngày 10 tháng 11, Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở sườn phía nam Bakhmut và xác nhận có tiến bộ nhỏ. Nổ lớn rung chuyển trụ sở quân sự Nga ở Ukraine, hàng loạt sĩ quan cấp cao thiệt mạng. Quý vị thân mến, tin báo Ukraine tuyên bố, ba sĩ quan Nga đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại trụ sở ở thành phố Melitopol, phía nam Ukraine vào ngày 11 tháng 11. Theo Kiev InterBiden, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ngày 12 tháng 11 thông báo một vụ nổ lớn đã xảy ra một trong những trụ sở của quân đội Nga ở thành phố Melitopol do Nga kiểm soát. Thông báo cho biết vụ nổ khiến ít nhất 3 sĩ quan Nga thiệt mạng. Theo tình báo quốc phòng Ukraine, vụ nổ là một hành động trả đũa do các đại diện quốc phong trào kháng chiến địa phương thực hiện vào ngày 11 tháng 11. Tình báo Ukraine nói rằng Vụ tấn công được tiến hành vào thời điểm diễn ra cuộc họp giữa các thành viên của cơ quan an ninh liên bang nga gọi tắt là FSB và lực lượng vệ binh quốc gia nga. Ngoại trưởng Melitopol Ivan Fedorov cho biết các nguồn tin đã thông báo cho ông về một vụ nổ lớn ở thành phố này vào khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 11. Bộ quốc phòng nga, cơ quan an ninh FSB và lực lượng vệ binh quốc gia nga cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố công khai nào về vụ tấn công trên. Thông cáo của Ukraine về vụ nổ được đưa ra khi các lực lượng Ukraine tiếp tục phản công ở tỉnh Zaporizhia ở phía nam và trên hai trục của tỉnh Donetsk ở phía đông. Mặc dù tiến độ của chiến dịch phản công diễn ra chậm hơn dự kiến, nhưng Ukraine vẫn tích cực tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Từ đầu năm 2023, giới quan sát cho rằng vai trò của Melitopol trong thời gian tới sẽ vô cùng quan trọng đặc biệt là khi thành phố này đóng vai trò như một cửa ngõ giúp quân đội Ukraine tiến gần hơn tới bán đảo Crimea. Thành phố này nằm ở giao điểm của hai đường cao tốc quan trọng và một tuyến đường sắt cho phép Nga di chuyển quân nhân và thiết bị quân sự từ bán đảo Crimea tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở mặt trận miền Nam. Giới chuyên gia nhận định, Ukraine sẽ coi thành phố Melitopol ở tỉnh Zaporizhia một trong bốn khu vực nga tuyên bố sắp nhập hồi tháng 10 năm 2022 là mục tiêu hàng đầu của cuộc phản công. Nếu giành được Melitopol, Ukraine có thể cắt đứt được hành lang trên bộ của nga tới bán đảo Crimea cũng như Kiev có thể mở được đường ra biển Azov. Để tăng cường phòng thủ cho Melitopol, ngay từ đầu năm 2023, quân đội nga đã đào thêm chiến hào và xây dựng các công sự chiến đấu tại khu vực thành phố này. Vladimir người phát ngôn lực lượng lục quân Ukraine ngày 12 tháng 11 cho biết, lực lượng Ukraine sẽ tìm cách cắt đứt chuỗi cung ứng của Nga khi thời tiết giá lạnh sắp đến. Ông Vito nói rằng, thời tiết sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự. Nếu trời bắt đầu mưa, sẽ có ít máy bay và máy bay không người lái tấn công được triển khai hơn. Việc di chuyển các phương tiện và thiết bị quân sự cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên, pháo binh vẫn sẽ được sử dụng nhiều như hiện tại. Người phát ngôn cho biết thêm, Rõ ràng, nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ là cắt đứt chuỗi cung ứng và hậu cần của lực lượng ở Nga. Cả ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến. Nếu chúng ta làm được điều đó, thời tiết mưa và sương giá sẽ khiến họ rời khỏi Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTN News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hàm thư htnnews.btv.com một lần nữa đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp